À, rồi chúng ta tiếp tục ha. Như vậy thì vấn đề chúng ta đang trao đổi đây là chúng ta sẽ lập cái báo cáo tài chính hợp nhất giữa công ty mẹ và công ty con. Thì bây giờ là trong trường hợp là nếu chúng ta có phát sinh cái giao dịch nội bộ, ở đây là trong ví dụ này là công ty mẹ A họ có giao dịch là bán hàng cho công ty con B, và lô hàng này nó có giá vốn là 6.600 và được bán với giá là 1.000 ha. Và trong ví dụ này thì công ty con B họ chưa bán lô hàng này ra bên ngoài, thì lúc này á, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái giao dịch này khi lập báo cáo tài chính hợp nhất như thế nào ha, chúng ta cùng xem. Thì đầu tiên á, các bạn sẽ phải định khoản được các bút toán phát sinh tại riêng công ty mẹ A và công ty con B. Và trên bảng thì bạn thấy là tại công ty mẹ A thì chúng ta có hai bút toán ghi nhận doanh thu và giá vốn của lô hàng mình đã xuất kho bán cho công ty con B. Và mặc dù gọi A là mẹ, B là con, nhưng mà hai công ty này á, là hai đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập. À, và do vậy thì cái giao dịch này á, thì họ vẫn ghi nhận trên gì? 131 và 331. À, và thứ hai là công ty con B khi nhận được hàng, họ sẽ ghi tăng giá trị hàng trong kho 156 và ghi có không nợ 331. Bây giờ giả định là trong kỳ á, thì tại công ty mẹ A và con B đó nó chỉ phát sinh duy nhất nghiệp vụ này. Thì như vậy thì với nghiệp vụ này thì nó sẽ làm ảnh hưởng biến động tăng giảm các tài khoản tương ứng tại hai công ty A và B. Và cụ thể bạn thấy là tại công ty mẹ A đó thì cái khoản phải thu công ty B tăng lên 1.000. Hàng tồn kho của mẹ A giảm đi là bao nhiêu? 6.600. Và tương tự tại công ty mẹ A đó thì doanh thu tăng lên 1.000 và giá vốn tăng lên 6.600. Tương tự bên kia đó, công ty con B thì công nợ phải trả nó sẽ tăng lên 1.000 và giá trị hàng tồn kho tăng lên 1.000 tương ứng. Bây giờ khi mình lập báo cáo tài chính tổng hợp hợp nhất thì cũng tương tự như là báo cáo tổng hợp, mình sẽ cộng ngang các chỉ tiêu, cộng ngang. Thì khi mình cộng ngang các chỉ tiêu á, bạn thấy là cái 156 của mình á, là khi mình cộng ngang là nó sẽ là gì? Trừ 6.600 và cộng với lại dương 1.000 thì nó sẽ là gì? Dương 4.400. Như vậy là giá trị hàng tồn kho sau khi phát sinh nghiệp vụ này khi mình lập báo cáo tài chính hợp nhất thì nó tăng lên là 4.400. Đơn thuần ở việc là mẹ bán hàng cho con. À, thì cái việc mà nó lên 400 như vậy á, là bởi vì là ở nghiệp vụ này á, thì đây là mình đang lập báo cáo tài chính hợp nhất A và B là một 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 nhà. Thì như vậy thì cái việc mà giá trị hàng tồn kho từ mẹ A qua con B tăng lên là 400 á, là bởi vì là trong nghiệp vụ này nó có phát sinh lãi lỗ nội bộ, đúng không? Cụ thể là 400. Bởi vì là doanh thu tại mẹ A là 1.000 và giá vốn là 6.600, thì cái lãi của A đó là 4.400. Đó là lãi của riêng A trên báo cáo tài chính của riêng A. Nhưng mà do là A là mẹ của B, vậy bây giờ mình lập báo cáo tài chính hợp nhất. Thì bây giờ A và B là một 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 nhà. Thì cái giao dịch giữa A bán hàng cho B được gọi là giao dịch nội bộ. Và như vậy thì cái giá trị hàng tồn kho từ A qua B tăng lên 400 là bởi vì cái lãi lỗ nội bộ 400 này, đúng không? Vậy mình tính được tiếp là lãi lỗ nội bộ là 400, chắc mình đều tính được. Và như vậy thì cái lãi lỗ nội bộ này á, thì hôm trước khi mình lập báo cáo tài chính tổng hợp á, thì mình có phân loại là gì? Phải tách ra là đây là lãi lỗ nội bộ đã thực hiện hay chưa thực hiện. Thì do là cái số hàng này B nhận được, B chưa bán ra bên ngoài, thì khi mình lập báo cáo tài chính hợp nhất cả một nhà A và B thì mình gọi đây là gì? Lãi lỗ nội bộ chưa thực hiện, đúng không? Và mình phải loại loại trừ nó khi lập báo cáo tài chính hợp nhất ha. Bây giờ mình loại trừ bằng cách nào? Lại nhìn tiếp ha. Bây giờ khi mình lập báo cáo tài chính hợp nhất á, thì bạn sẽ phải loại trừ cái công nợ phải thu phải trả nội bộ 131 B 1.000 và 331 A 1.000. Bởi vì bây giờ là mình không còn riêng báo cáo tài chính của riêng A và riêng B, mà đây là một một nhà của A và B. Mà trong một nhà đó thì không thể nào là có gì công nợ phải thu trong một nhà, mình phải loại. Và do vậy thì cũng tương tự như là khi chúng ta lập báo cáo tài chính tổng hợp,
bạn phải loại cái 1368 và 3368. Thì ở đây bạn sẽ loại là gì? Bạn ghi giảm nợ phải trả người bán ngắn hạn để loại cái số dư bên có của tài khoản 331A. Và bạn ghi tiếp là có phải thu ngắn hạn khách hàng để loại cái số dư nợ 131B 1000. Trong một nhà thì không còn công nợ nội bộ nữa ha. Rồi tiếp chúng ta sẽ loại trừ cái phần lãi lỗ nội bộ chưa thực hiện. Như vậy là cái lãi lỗ nội bộ chưa thực hiện này đó là được tính trên cơ sở là gì? Chúng ta loại trừ cái doanh thu nội bộ 1000. Và cái giá vốn nội bộ ở đây á, nó sẽ là mấy? 600. Nhưng mà mình cũng đã nắm qua cái kỹ thuật lập. Thì ở đây thật ra đó là cái giá vốn nội bộ ở đây á, là 600. Nhưng mà trong trường hợp á, là cái lô hàng B nhận được, B chưa hề bán. Còn nếu mà B đã bán được cái một phần lô hàng này á, thì lúc này là giá vốn của cả nhà mình nếu cộng lại của cả A và B á, nó sẽ cao hơn. Là bởi vì là lúc này á, cái phần lợi nhuận nội bộ nó sẽ thấp đi. Nó phải là 400 rồi. Ở đây là do B nhận được hàng, B chưa bán gì hết. Cho nên toàn bộ cái lợi nhuận này là chưa thực hiện. À, còn nếu mà B đã bán được rồi đó, thì cái lợi nhuận nội bộ này nè, nó sẽ thấp hơn 400. Và do vậy là chúng ta điều chỉnh đây, các bạn cứ nhớ là gì? Phần giá vốn bạn lấy đúng phần doanh thu nội bộ, bạn trừ cho cái phần lãi lỗ nội bộ chưa thực hiện. Và cái phần giá trị hàng tồn kho, thì bạn thấy là cái giá trị hàng tồn kho từ A sang B là nó tăng lên là 600 lên 1000 là 400, thì nó chính là cái gì? Lãi lỗ nội bộ chưa thực hiện đang nằm trong giá trị hàng tồn kho tại kho công ty B. Thì đó là các cái bút toán mà chúng ta phân tích ra để chúng ta điều chỉnh. Tuy nhiên là trong thực tế thì người ta không thể nào giống như là chúng ta ngồi nói với nhau để chúng ta thấy được à, mà trong thực tế thì người ta sẽ làm trên cái bảng. Ví dụ ta nhìn đây thực tế đó. Bây giờ cũng giả định là tại nghiệp vụ này á, thì nó chỉ có duy nhất nghiệp vụ này phát sinh tại công ty con B và công ty mẹ A. Thì bạn thấy là tại công ty con B đó thì mình có bút toán gì? Nợ 156 và có 331. Vậy nghiệp vụ này nó ảnh hưởng đến hai chỉ tiêu. Thứ nhất, nó làm cho hàng tồn kho công ty con tăng lên 1000. Kịp không? Và công nợ phải trả cũng tăng lên 1000. Kịp rồi vậy? Đã phải phân tích xong. Tại công ty mẹ A thì do là mình có bút toán là cái gì? Nợ 131 và có 511. Như vậy là phải thu ngắn hạn tăng lên 1000. À, và trên báo cáo lãi lỗ doanh thu tăng lên 1000. Rồi tương tự hồi nãy là mình có bút toán là gì? Nợ 632 và có 156. Như vậy bút toán này làm cho hàng tồn kho tại công ty mẹ giảm đi mấy? 600. Và giá vốn công ty mẹ tăng lên 600. Rồi bây giờ mình lập báo cáo tài chính hợp nhất ha. Mình cộng. Thì khi mình cộng ngang các chỉ tiêu tương ứng trên hai báo cáo, cũng giống như việc chúng ta lập báo cáo tài chính tổng hợp, thì bạn thấy là giờ tôi cộng ngang nè, thì thứ nhất là phải thu ngắn hạn thì nó sẽ là mấy? 1000. Nhưng mà ở cái dòng hàng tồn kho đó, bạn thấy không, cộng ngang lại thì hàng tồn kho là tăng 400. Là bởi vì hàng tồn kho này được chuyển từ công ty mẹ có giá gốc là 600, nhập vào kho công ty con B với giá là 1000. Vậy hàng tồn kho này từ mẹ qua con tăng lên là 400. À, tiếp, cộng ngang cái dòng phải trả người bán ngắn hạn thì nó sẽ là 1000. À, bây giờ trên báo cáo lãi lỗ mình cộng ngang thì ở đây nó chỉ có duy nhất giao dịch là ghi nhận doanh thu và giá vốn của mẹ bán cho con. Với doanh thu là 1000, giá vốn là 600. Vậy thì lợi nhuận là mấy? 400. Vậy cái lợi nhuận 400 này nó đang nằm trong giá trị hàng tồn kho được ghi nhận tại công ty con B. Đúng không? Và do vậy là mình sẽ phải điều chỉnh. Như vậy thì khi chúng ta thực hiện việc điều chỉnh thì người ta sẽ lập cái bảng các bút toán điều chỉnh để nhìn vào ở những năm sau. Người ta sẽ biết là ở năm trước đã ghi bút toán gì. Và ở những năm sau người ta có thể tiếp tục điều chỉnh lại, ghi lại cái bút toán đó. Vậy đầu tiên là người ta sẽ loại trừ cái giao dịch nội bộ trong một nhà giữa mẹ và con.
bằng cách là loại trừ cái phần phát sinh trên hai tài khoản 131 và 331. Nhưng mà nhắc lại là đây là người ta không có định khoản, mà đây là các bút toán điều chỉnh khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. Và do vậy là người ta sẽ chỉnh lại gì? Ghi nợ, đúng không? Cho balance sheet, chỉ tiêu là phải trả người bán ngắn hạn, ghi giảm. Và ghi có, cũng trên balance sheet là chỉ tiêu là phải thu người bán ngắn hạn. Ha. Như vậy thì kết quả của việc là chúng ta điều chỉnh bút toán này, thầy tạm đặt là bút toán điều chỉnh số 1. Thì lúc này là bạn sẽ có nè, bút toán số 1. À, nó điều chỉnh giảm hai cái chỉ tiêu phải thu và phải trả ngắn hạn. Và như vậy thì sau khi điều chỉnh xong thì trên báo cáo tài chính hợp nhất, đúng không? Nó biến mất. Là bởi vì là bây giờ là do là mình về một nhà, cho nên là mình đã loại trừ các khoản giao dịch nội bộ giữa mẹ và con. Rồi tiếp, chúng ta sẽ điều chỉnh doanh thu và giá vốn nội bộ của việc mẹ bán hàng cho con. Và cái chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn nội bộ đó mình gọi là lãi lỗ nội bộ, thì hiện nó đang nằm trong giá trị hàng tồn kho. Vậy mình loại luôn đó. Và kết quả là chúng ta điều chỉnh bút toán này, bạn thấy là chúng ta sẽ ghi giảm doanh thu trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh, giảm giá vốn tương tự trên báo cáo kinh doanh, nhưng mà chúng ta sẽ ghi giảm giá trị hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán, là kết quả bút toán điều chỉnh chúng ta. Vậy thì mình điều chỉnh giảm doanh thu và giá vốn. Nhờ như vậy thì với việc cái bút toán này thì cộng ngang lại thì báo cáo tài chính hợp nhất. Đây là giao dịch nội bộ nơi mình loại toàn bộ, không phát sinh gì hết. Tương tự trên báo cáo kết quả hoạt động, xin lỗi, báo cáo tình hình tài chính, thì do việc là mình ghi bút toán loại trừ số 2, chúng ta đã điều chỉnh giảm giá trị hàng tồn kho đi 400. Và như vậy thì báo cáo tài chính hợp nhất, hàng tồn kho không bị biến động. Và như vậy thì nếu xét về cả một nhà AB, nghiệp vụ A bán hàng cho B, thì không tạo ra, không làm thay đổi giá trị trên báo cáo tài chính hợp nhất của cả nhà mình. Thì đó là các bút toán điều chỉnh cơ bản mà chúng ta cần lưu ý khi phát sinh các giao dịch nội bộ giữa mẹ và con. Cụ thể đây là mẹ bán hàng cho con. Và trường hợp ngược lại là nếu mà con bán cho mẹ thì hạch toán cũng tương tự vậy. Thì bạn chỉ cần nhớ kỹ thuật này để bạn giải quyết các bài tập.